Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2015, ngoài công tác đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với chất lượng ngày càng cao, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC còn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và xây dựng phong trào văn hóa doanh nghiệp nói chung và thực hiện năm văn hóa an toàn và kỷ luật lao động nói riêng. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2015, sản lượng điện thương phẩm toàn tổng công ty đạt hơn 20,9 tỷ kWh, tăng trưởng 14,68% so với cùng kỳ năm 2014. Tổn thất điện năng là 7,83%, giảm 0,32% so với cùng kỳ. Giá bán điện bình quân là 1.505,68 đồng trên 1 kWh. Các công ty điện lực nỗ lực thực hiện tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, kiểm tra áp giá. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện tiếp nhận xong 65 xã, 178 cụm, trong đó có 16 xã ngoài dự án, 49 xã thuộc dự án RE2, với khối lượng 1.918 km đường dây hạ áp, 114.524 công tơ 1 pha, 3.329 công tơ 3 pha, giá trị tài sản còn lại là 122 tỷ đồng. Có được kết quả này, có sự góp phần của việc đẩy mạnh thực hiện năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động của cán bộ, công nhân viên trong toàn tổng công ty. Với cái khẩu hiệu là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vì sự phát triển cộng đồng, thì Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng trên cái nền tảng đó tạo cho khách hàng một cái môi trường làm việc cũng như là cải tiến cái công tác quản lý, tiếp cận, xây dựng giá trị văn hóa của đơn vị. Trong giai đoạn 2011-2015, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ bình đẳng giới và phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà đã trở thành mục tiêu phấn đấu của người lao động, thu hút sự quan tâm và nhiệt tình tham gia của đông đảo cán bộ công nhân viên. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong giai đoạn vừa qua, lực lượng lao động nữ của tổng công ty vẫn giữ ở mức ổn định, tỷ lệ nữ lãnh đạo tăng lên, trình độ chuyên môn kỹ thuật chất lượng của lao động nữ giới được nâng cao. Hội thi gia đình điểm tựa thành công được tổ chức lần đầu tiên năm 2015, không chỉ là một sân chơi bổ ích lý thú mà còn là lời kêu gọi các thành viên khác trong gia đình cùng chia sẻ công việc hàng ngày với chị em phụ nữ để mái ấm gia đình luôn ngập tràn niềm vui tiếng cười, luôn ấm áp yêu thương, nâng cao chất lượng cuộc sống. Rất là vinh dự gia đình tôi để tham dự cuộc thi này. Và cuộc thi này rất nhiều ý nghĩa. Nó là gia đình, là điểm tựa, nền tảng rất chắc để cho người công nhân ngành điện là luôn luôn cố gắng là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao. Hầu hết tại các đơn vị điện lực địa phương đều đã có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, tổ chức ký cam kết thực hiện 8 nội dung cam kết tại phòng làm việc. Các đơn vị đã thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác văn hóa, an toàn doanh nghiệp, an toàn lao động. Tiêu chí đánh giá xây dựng chấm điểm thực hiện năm văn hóa doanh nghiệp, an toàn lao động và kỷ luật lao động năm 2015 cũng là một nội dung quan trọng mà các điện lực địa phương chú trọng thực hiện. Mục tiêu để cái văn hóa, tức là để ứng xử, để chấp hành cái văn hóa, chấp hành đúng quy trình quy phạm, thì đấy là mục tiêu nó như vậy. Và đúng quy trình quy phạm thì không những là đảm bảo an toàn cho lưới điện vận hành, thế là an toàn cho con người, hay nói cách khác là đảm bảo nhu cầu của khách hàng và kinh tế xã hội. Phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp nói chung và văn hóa an toàn nói riêng đã thực sự được lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của EVN-NPC coi là một điều kiện tiên quyết, không thể thiếu nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho đơn vị trong năm 2015 này. Do đó, đòi hỏi sự nỗ lực của từng cá nhân cán bộ công nhân viên cũng như sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tổng công ty thì mới có thể đem lại hiệu quả thiết thực nhất từ phong trào.